Xin chào mọi người. Đây là vườn đào Tán Thông nhà mình. Vườn đào Tán Thông này cây to anh, cây già. Để có một cây đào to này nuôi rất là nhiều quá trình. Từ đây mình sẽ chia sẻ với các bạn cách uốn một cây đào thông. Để bước đầu để tạo một cây đào để uốn được Tán Thông nhé. Cái gốc này mình có thể các bạn mọi người có thể thả rông một năm này, hoặc là mình làm đào cành ấy, đào cành tròn đấy, hoặc là đào gì cũng được. Miễn là mình trồng nó một năm từ cây đào cục mới ghép. Đó mình cưa đi đợi cái mầm nó lên. Đây, mầm nó lên khỏe rồi thì các bạn bấm cái ngọn của cái mầm chính như này. Đấy, bấm cái ngọn cái mầm chính đi. Cái này nó đều tay rồi là mình để luôn cái chánh nó ra này. Đấy. Cái chánh nó ra này. Đây là bốn tay này, một một tay này, hai tay này, ba tay này, bốn tay này, và cái ngọn này. Có thể mình để dư ra, nếu mình uốn không kịp nó bị già, mình uốn xem nó sẽ gãy, gãy là rất là xấu, mình để dư ra. Mình lấy tất cả 5 ngọn thì mình để 6 hoặc 7 ngọn cũng được. Đây những cái đoạn dưới này mình phải cắt đi cho nó đẩy lên trên này. Đấy, chỉ để 6 hoặc là 7 ngọn thôi. Đấy, xong mình đi cầm cái cọc giữa như bên này. Mình đang đi cầm cọc giữa này. Cọc ngọn chính đấy. Đấy. Mình đang đi cắm này. Đây, cái gốc mình thả rông. Nhà mình thì nhiều nhiều vườn vội không làm được đào cành, nên ra mình cứ để thả rông thôi. Thả rông cuối năm mình cưa đi. Đấy, cách cầm cái cọc giữa này nó rất là đơn giản thôi. Bạn có thể lấy cọc lứa tùy chỗ các bạn có cái gì, miễn là nó thẳng lên là được. À, cái này mình tận dụng cái cọc cũ của cái đào mình uốn năm ngoái. Đấy, nó mục chân này. Mục chân các bạn có thể lấy dao các bạn đẽo đi. Không thì lấy cưa cưa hẳn cái phân mục này đi. Bó vào cưa máy cũng được, cưa tay cũng được. Đấy. Thì cách cầm cái cọc giữa này nó cũng rất là đơn giản. Các bạn là dùi cho mình một cái lỗ ở gốc này. Này nó phải đúng cái gốc của nó nhé. Đấy, từ đất lên này. Chứ các bạn đừng cắm ra đây. Đấy, cắm cắm đúng cái gốc này. Có thể ở đây được này. Ở đây cũng được này. Vì ở dưới này nó sẽ có rễ. Các bạn cắm nó sẽ trúng cái rễ nào thì mình tránh nó ra. Cắm vào cái phần nó không có rễ. Có cái mầm gốc này mình bỏ đi. Vặt nó đi. Đây này, cái nào cứng quá này kéo. Kéo cắt. Mình dùi cho cái nỗ ở đây mình cắm cọc. Các bạn mà làm đất đất cát ấy, cát pha ấy thì nó mềm thì có thể đẽo cái này nhọn đi là cắm được luôn này. Như chỗ mình là đất đồng, đất thịt, thịt nặng ấy, đất cứng lắm. Đây mới mưa được trận ra nó bở nhè đấy. Nếu mưa không đất này ném chó là chết ngay. Đấy, cái tay nhá các bạn, cái nào đều nhất thì các bạn đấy nhá. Đây, cái chỗ này mình còn một cách không sửa để uốn ngũ phúc mà mình uốn dáng bonsai. Bên kia là vườn đào thông to nhà mình nhá. Đây,
mình di chuyển sang bên đấy cho bạn xem đào thông to. Cái này cũng được 5 năm rồi. Đây là mấy cây mình trồng ké và dưới rễ này để thả rông. Có thể mình vít ra làm đào huyền được. Cũng rất là cao rồi. Đây còn là đào thông to nhà mình này. Cái này mình phạt được một nửa rồi. Chuẩn bị được phạt nửa thứ hai rồi đấy. Dằm này cũng được hơn 40 phân rồi. Hơn 40 cm. Cây rất là cao. Đây là mới phạt nửa một. Chuẩn bị nửa thứ hai. Kia có một luống, còn đây con sai đây. Đấy. Sai này, còn đây cái đào nhỏ nhỏ mình trồng ké bên sườn cái con sai nhá, vừa rồi mới uốn đây. Đấy. Mọi người dùng kẹp nhanh hơn đấy, nhưng mình dùng rơm được. Chỗ bonsai này là cũng phạt nửa một rồi. Đây vẫn là bonsai rồi. Đây, cái chỗ đào thông này thì mình phạt nếu một phạt sau cái chỗ bên kia. Đấy, nó chưa nên khỏe, chưa dài.